OK. Buổi tối ngày hôm nay thì em đang sẽ chia sẻ với mọi người đó chính là ứng dụng cái công nghệ tế bào gốc thực vật này ở trong cái sản phẩm của chúng ta và đây là một cái nghiên cứu rất là lớn và mọi người có thể nhìn thấy rằng là ở trên này uh, có hai cái sự so sánh để mọi người nhìn thấy đó là cái việc mà mọi người biết rằng là uh, hiện tại thì nhân sâm rừng đang rất là hiếm đúng không ạ và cái việc mà um, các quốc gia như là Trung Quốc hay Hàn Quốc ấy, thì họ đang trồng rất là nhiều nhân sâm đúng không ạ họ đang trồng rất nhiều nhân sâm để cái việc đó là họ chăm bón tốt hơn ở những cái khu vườn nó có lên đến về 9,6 triệu km vuông về trồng nhân sâm rừng nhưng có một thứ mà mọi người thấy rằng là nhân sâm rừng uh, được trồng ấy thì uh, thường thường ở Hàn Quốc hiện giờ họ đang sử dụng cái gọi là hồng sâm nhưng để mà nhân sâm rừng hoang dã thì nó vô cùng quý hiếm và nó có trị giá lên đến trên 30 000 đô một củ này cơ nên là mọi người biết rằng là nhân sâm rừng là một trong những cái uh, gọi là có giá trị nhất và lớn nhất. Và ở trên thế giới thì mọi người nhìn ở trên màn hình mọi người nhìn thấy rằng đây là một cái củ nhân sâm mà đắt nhất thế giới. Với cái tuổi thọ đó là 325 năm. Vào ngày mùng 7 tháng 8 năm 2012, cái cấp độ siêu tập của thế giới đầu tiên ấy, đó chính là ở cái cái trọng lượng của cái củ nhân sâm này là 68,8 g. Đó. Và mang ra đấu thầu đó, đấu thầu cái cái củ nhân sâm rừng và được lên trên bài báo mọi người biết rằng là cái củ nhân sâm rừng này trị giá là 1.000 vạn tệ 1.000 vạn tệ 1.000 vạn tệ thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng cỡ phải tầm khoảng gần 4 tỷ gần 4 tỷ một củ này nên mọi người thấy rằng là gì ạ một cái củ nhân sâm thôi nó rất là quý hiếm rồi Nhưng đây củ nhân sâm rừng là 325 năm đó để mà sống được 325 năm này thì mọi người biết rằng là Uh, nó phải chịu ảnh hưởng của uh, nắng, gió, nước, mưa này rồi tia cực tím Rồi rất nhiều các thứ khác Để mới có tồn tại sống sót được 325 năm Nhân sâm rừng càng già, càng lâu năm thì lại càng đắt tiền Đó Và mọi người biết rằng là với cái lượng mà trồng nhân sâm hiện tại Thì một năm ở trên thế giới chúng ta sẽ khai thác ra được tổng khoảng là 8 triệu cân Nó khoảng 8 tấn 8 tấn nhân sâm này phục vụ cho tất cả trên thế giới này Đó còn nhân sâm hoang dã thì một mọi người biết rằng là một năm ấy, chỉ được có 6 cân thôi. Đó. Và nhân sâm hoang dã thì đang bị đe dọa vô cùng lớn. Và cái số lượng khai thác, cái nhân sâm hoang dã thì ngày càng giảm dần đi. Vì mọi người biết rằng là vì cái 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 củ nhân sâm rừng ấy, nó rất là quý hiếm như vậy. Đúng không ạ? Nên là có rất nhiều người lên trên núi rồi đi tìm nó và uh, tìm ra nhân sâm hoang dã. Có khi là chỉ có khi là một năm cũng lấy, 10 năm cũng lấy, 20 năm cũng lấy vì là gì ạ à? nếu chúng ta không lấy thì người khác người ta lấy mất thế nên là gì ạ à? cái 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 cái, cái những cái củ nhân sâm rừng trên 50 năm thì lại càng ngày càng hiếm đi đó nên là mọi người đặt cái câu hỏi tại sao nhân sâm rừng nó lại đắt như vậy không ạ vì là nó do là cái số lượng của nó ít nó càng ít nó càng khan hiếm thì nó lại càng đắt và đương nhiên là nó sẽ không bao giờ giảm đi mà nó chỉ có đắt lên thôi và mọi người đặt cái câu hỏi là tại sao nhân sâm rừng lại đắt như vậy không ạ Mọi người có đặt cái câu hỏi này không ạ? Vì trong nhân sâm rừng nó có một cái thành phần có tên là ginseng no sai quý hiếm. Ở những cái dạng ví như mọi người trồng 3 năm, 5 năm, 6 năm ấy, thì cái ginseng no sai quý hiếm này rất là ít. Nhưng mà gin, ginseng no thông thường thì có, nhưng hiếm thì rất ít. Ở nhân sâm tổng hợp đó là mọi người sẽ nhìn thấy được những cái, cái phân tử ở trong những cái ginseng no nó sẽ có là thành phần là RG3, RH2, PPD Đó là những cái mà uh, Thành phần saponin vô cùng quý hiếm Và như mọi người biết rằng là Khi mà chúng ta Khi mà chúng ta dùng uh, Với những cái uh, cái Loại mà xâm trồng ấy Thì cái khả năng mà chúng ta dùng chúng ta hấp thu nó rất là thấp Nó chỉ có 1,35% thôi Và nó còn có khi nó còn gây kích ứng Mọi người biết rằng nhiều người còn gì ạ Không phù hợp nhân nhân sâm Nhưng với, với nhân sâm rừng thì cái cái, cái khả năng uh, sử dụng của nó đến 90% Đó Nên là mọi người sẽ thấy rằng là Cái ginseng no sai thông thường ấy Thì nó sẽ uh, không phù hợp cho một số đối tượng Như ginseng no-size quý hiếm thì nó đến 90% Và mọi người biết rằng là Ở những cái đời trước Hàng 5.000 năm trước Thì có những cái vị hoàng đế họ đã dùng nhân sâm này Thường xuyên Và ở những cái đời vua như là Càn Long của nhà Thanh ấy Thì mỗi ngày sẽ ăn một miếng nhân sâm hoang dã này Và Càn đế à, hoàng đế Càn Long nhà Thanh ấy thì là đã sống được 89 tuổi cả nhà. Và tuổi thọ trung bình của các hoàng đế ở nhà Thanh là 53,3 tuổi. Thì hồ sơ đã, được lưu trữ tại cung điện nhà Thanh và ghi lại rằng ông đã lấy tổng cộng là ông ăn nhân sâm là gì ạ? 359 lần. Đó, tổng cộng ông, ông ăn nhân sâm rừng là 359 lần thì ông mới sống thọ như vậy. Nên là mọi người là gì ạ? Nếu mà được ăn nhân sâm rừng thì vô cùng quý hiếm và rất là tốt và trong cái cuốn gọi là cái cuốn một cái cuốn thần nông cổ điển thì ghi rất là rõ là nhân sâm nó có vị ngọt và hơi lạnh chủ yếu làm uh, bồi bổ ngũ tạng an thần giảm lo lắng hồi hộp trừ tà khí và cải thiện cái thị lực khiến cái người dùng cái nhân sâm này nó có nó khiến cho mọi người vui vẻ cải thiện cái trí thông minh và cơ thể kéo dài tuổi thọ rất là tốt đó đặc biệt là kéo dài tuổi thọ và mọi người biết rằng là bên nhân sâm ấy thì nó rất là 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 hiếm như vậy nhưng mà bây giờ sử dụng công nghiệp ấy ví như ai đó mà đi sang bên hàn quốc ấy mọi người thấy rằng là à, toàn đi mua là mua hồng sâm về đúng không ạ ngày hôm nay em tháng cũng gặp một người là gì ạ chị thường xuyên ăn nhân sâm nhưng lại là gì ạ hồng sâm thì hồng hồng sâm là gì ạ hồng sâm là gì ạ là những cái loại sâm trồng khoảng 6 năm sau đó gì ạ mang hấp chín sau đó sấy khô khoảng là thời gian là từ 60 đến 90 phút đó để cho sâm bắt đầu là nó keo lại nó khô lại để bảo quản được lâu hơn đó gọi là hồng sâm và trong hồng sâm nó chỉ chứa 0,001% Rh2 thôi cái cái thành phần ginh no, no trong đó có Rh2 này thì là gì ạ cái thành phần của hồng sâm thì nó rất là thấp thì mọi người biết rằng là cái tầm quan trọng của cái 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 cái, cái saponin có nghĩa là cái ginh cenolosai no này nó vô cùng quan trọng nhưng mà mọi người thấy rằng là trồng 6 năm mới chỉ được 0,001 thôi cả nhà. Cả nhà có thể comment nhá để mọi người nhớ là hồng sâm. Nếu ai hỏi mọi người hãy trả lời là chỉ có chứa 0.001% RH2. Và đây là gì ạ? Là những cái bài báo cáo về khoa học rồi. Và lợi ích của nhân sâm thì mọi người biết rằng là gì ạ? Nó rất là lớn. Nào thì từ cái việc đó là chống ung thư này, bảo vệ gan này, rồi mỡ máu này, huyết áp này, tim mạch, tiểu đường vân vân và vân vân và nó hơn 50 quốc gia nghiên cứu về nhân sâm này rồi và hơn 20.000 nhà nghiên cứu thường xuyên hàng ngày nghiên cứu về củ nhân sâm này mọi người nhìn cái củ nhân nhân sâm này có giống con người mình không ạ nên vì sao cái tên gọi của nó là nhân sâm là như vậy đấy ạ và hơn 130.000 bài luận văn nói về nhân sâm này đó và hơn 3.000 cái bài báo cáo điều trị y học về cái 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 củ nhân sâm này rồi và hơn 2.000 cái công hiệu được cấp bằng sáng chế. Ở trên đây mọi người có thể nhìn thấy những cái hình ảnh này. Đó chính là những cái bằng sáng chế. Đó, bằng sáng chế của nhân sâm của các quốc gia, ví như là Mỹ, uh, Trung Quốc, Hàn Quốc rồi cả Việt Nam. Cái giấy chứng nhận nhân sâm rừng ở đây mọi người nhìn thấy là gì những cái củ nhân sâm mà nó cao cấp ấy thì đều có giấy chứng nhận của chính phủ, đúng không ạ? Của một tổ chức nào đó là công nhận cái củ nhân sâm rừng này. Đó, thì cái củ nhân sâm rừng của mình là được công nhận chứng nhận là của nhân sâm rừng 50 năm tốt nhất đó và trong khi xe sai quý hiếm của trong nhân sâm rừng của mình nó có 5 bằng sáng chế ứng dụng chính vào đó đó là bằng sáng chế đầu tiên đó là thành phần ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư cả nhà có thể comment mình bằng sáng chế thứ hai đó là thành phần phòng ngừa hoặc điều trị ép đó cả nhà thấy có thể co mình bằng sáng chế số 3 đó là thành phần phòng ngừa hoặc điều trị bệnh gan đó thứ tư là bằng sáng chế thành phần tăng cái khả năng miễn dịch cho cơ thể của mình. Đó, thì tí nữa em thắng sẽ phân tích kỹ cho mọi người vì sao lại tăng cái khả năng miễn dịch và bằng sáng chế số 5 đó là gì ạ? Thành phần chống lão hóa và chống oxy hóa rất là tốt. Nên vì sao nếu như ai mà dùng nhân sâm rừng nhiều á, chúng mọi người thấy là rất là trẻ đúng không ạ? Lợi ích của ginseng sai quý hiếm thì nó vô cùng lớn. Nó ngoài cái việc chống ung thư ra nó còn bảo vệ gan, điều hòa cái lượng đường trong trong máu của chúng ta. Chống viêm rất là tốt. Cải thiện cái triệu chứng về bệnh tim. Rồi cải thiện cái hệ thống uh, thần kinh trung ương. Cải thiện cái bệnh Parkinson. Tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Ngăn ngừa AIDS. Đó. Rồi. Thì cái lợi ích của ginseng loxite quý hiếm. Ở đây mọi người hãy nhìn thấy này. Nghiên cứu đã chứng minh rằng cái số lượng tế bào limpo. Khi chúng ta sử dụng ginseng loxite quý hiếm ấy nó tăng 33,8% trong vòng 10 ngày. Cả nhà có thể comment. 33,8% nó vô cùng lớn. Thì tế bào limpo là gì ạ? Tế bào limpo là một tế bào là trong đó bao gồm là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Thì khi mà tế bào của chúng ta là gì ạ? Tăng được cái đấy lên thì đương nhiên là gì ạ? Miễn dịch của chúng ta càng ngày càng tăng lên và cơ thể của chúng ta có sức miễn dịch tốt thì sẽ phòng và cũng như là không bao giờ bị những cái vấn đề về uh, bệnh tật hay là những cái vấn đề về gì ạ? sức khỏe mọi người phải nên nhớ rằng là gì ạ? Tế bào lympho Làm cho những lính tuyến đầu thua. tiên chống nhiễm trùng từ bên ngoài và theo dõi các đột biến tế bào trẻ trong cơ thể của chúng ta. Đó. Lợi ích của Ginsenosai quý hiếm ấy thì trong nghiên cứu đã chứng minh là cái hoạt động của tế bào NK nó tăng đến 48,7% trong vòng 14 ngày. Thì cái tế bào NK là tế bào tiêu diệt tự nhiên, nó có tên là Nature Killer Cell. Và tế bào này là tế bào miễn dịch quan trọng trong cơ thể con người. Và chức năng chính của nó là gì ạ? Chống khối u, chống nhiễm trùng và điều hòa miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Đó. Tiếp theo. Nhân sâm rừng đã được các khoa học chứng minh là bí quyết siêu tăng sức mạnh phòng thủ. Đó. Có nghĩa là vincent lô sai quý hiếm. Nhân sâm được trồng nhân tạo ấy thì trong môi trường thoải mái thì 4 đến 6 năm. Nhưng mà nhân sâm hoang dã, mọi người biết rằng nó đã tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt nhiều thập kỷ, có những củ nhân sâm hàng trăm năm, nó chiến thắng tất cả các loại vi trùng, tê cực tím, lạnh, nóng, rồi ẩm, rồi các loại mùa đúng không ạ? Hạn hán cũng vậy và các môi trường bên ngoài nó khắc nghiệt như vậy và tiếp tục sự phát triển của nó càng tốt lên. Đó, thì Ginseng chính là một thành phần được tạo ra từ cái việc đó là môi trường khắc nghiệt, Cả nhà thấy có mình Và tại sao nhân sâm hoang dã Nó có khả năng phòng vệ mạnh mẽ như vậy Nó là do cái tế bào gốc Vạn năng của nhân sâm hoang dã Nó có thể tiết ra các thành phần hữu hiệu Để tự cứu nó Và đó là chính là ginseng quý hiếm Cả nhà thấy tuyệt, tuyệt vời chưa ạ Thì ginseng quý hiếm Nó chính là một dạng tế bào gốc Của nhân sâm hoang dã Cả nhà thấy có mình Và mọi người biết rằng là Kim sen quý hiếm hầu như tồn không tồn tại ở trong nhân sâm mà chúng ta trồng. Nếu chúng ta trồng rồi thì chúng ta bỏ đi tất cả yếu tố tự nhiên rồi thì nó sẽ không có thể tạo ra ginsenoside sai đúng không ạ hoặc là nó có một một lượng rất nhỏ trong đó thôi ví như hồng sâm uh, các nhà khoa học họ đã nghiên cứu rằng là khi thu được hồng sâm rồi khi chế biến lên ấy thì nó chỉ có một hoạt chất rất là nhỏ thôi đó rất nhỏ 0.01 thôi về nghiên cứu và sự phát triển của ginsenoside quý hiếm từ những năm 1980 qua những cái nghiên cứu mà không ngừng đấy đặc tính hoạt động của ginsenoside quý hiếm đã được khẳng định và có tác dụng rất là phong phú và đa dạng và là thành phần là đang tiếp tục được khám phá đó thì trong ginsenoside quý hiếm thì em thằng muốn nhắc lại là gì ạ nó sẽ điều tiết được cái miễn dịch cho cái cơ thể của mình nó chống lại ung thư nó chống lại tiểu đường nó bảo vệ gan của mình chống tăng huyết áp chống các bệnh về tim mạch chống béo phì tăng cường chức năng về gì ạ? quan hệ tình dục chống bệnh alzheimer chống căng thẳng chống mệt mỏi chống viêm khớp và chống loãng xương và nếu như ai mà bị rụng tóc thì nó có chống cả dụng tóc luôn và chống viêm da chống vẩy nến và làm giải rượu tỉnh rượu nên là nếu như ai mà uống rượu mọi người mà dùng cái sản phẩm của chúng ta thì nó giải rượu rất là nhanh mà ngày mai chúng ta tỉnh chúng ta không thấy cảm giác gì cả đó mọi người thấy tuyệt vời không ạ tuyệt vời mọi người có mình là tuyệt vời đấy ạ và ginseng no sai quý hiếm để sản xuất được hàng loạt thì là gì ạ chúng ta sẽ sẽ phải có một cái công nghệ mà cái công nghệ nó phải rất là đỉnh đúng không ạ thì ginseng no sai quý hiếm nó tồn tại với cái lượng nhỏ của hồng sâm và nhân sâm hoang dã nhưng thông qua một cái công nghệ sản xuất hàng loạt ginseng no sai quý hiếm này thì cái hàm lượng ginseng no sai quý hiếm này trong nhân sâm trồng nó cao gấp 81 lần so với nhân sâm hoang dã đó nên là mọi người sẽ thấy được rằng là cái ginsenoside quý hiếm này khi chúng ta mà uh, sử dụng cái công nghệ uh, tế bào nhân bản nó sẽ có sự khác biệt là như nào? vì khi chúng ta đem cái thành phần hoạt chất của nhân sâm hoang dã đó ginsenoside quý hiếm này ra chúng ta hòa tan trong nước mọi người có thể nhìn thấy cái hình ảnh ở trên này đấy ạ thì mọi người thấy rằng là nếu mà ginsenoside quý hiếm thì nó không dễ hòa tan trong nước nên tốc độ hấp thụ của cơ thể con người có giới hạn rõ ràng đúng không ạ? Nhưng mà thông qua cái công nghệ hòa tan trong nước của ginsengnoside quý hiếm giúp nó dễ dàng hòa tan trong nước do nó cải thiện cái khả năng sử dụng của cơ thể con người của chúng ta. Đấy. Cả nhà nhìn nếu ạ? Nếu với cái công nghệ, nếu chúng ta không có công nghệ thì chúng ta không thể hấp thụ được ginsengnoside quý hiếm này vào trong cơ thể mình. Nhưng với gì ạ? Cái công nghệ của chúng ta thì cái sai này nó hấp thụ hoàn toàn đúng không ạ? Nhìn thấy nước rất là trong đúng cả nhà và mình so sánh trực thực tế cho mọi người này thì với cái 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 sản phẩm hồng sâm trên thị trường ấy thì họ trồng từ 4 năm đến 6 năm đúng không ạ còn cái sản phẩm của gì ạ của của chúng ta thì có nguồn gốc từ tế bào gốc của nhân sâm rừng hơn 50 năm tuổi và cái hàm lượng ginsenoside sen quý hiếm này nó hòa tan trong nước gấp 81 lần trong nhân sâm rừng và hoạt chất là gì ạ chủ yếu là ginsenoside sen thông thường đó còn ghi sen quý hiếm thì của chúng ta là tan hoàn toàn trong nước đó so sánh liều lượng hàng ngày và hàm lượng thì mọi người thấy rằng là với cái tiêu chuẩn thực phẩm chức năng sức khỏe của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm hàn quốc ấy thì rb 1 rg 1 rg 3 rh 2 thì nó trên hoặc bằng 2,5 năm gram thôi đó thì mọi người thấy rằng là cái sản phẩm hồng sâm trên thị trường ấy, thì mọi người thấy tiêu chuẩn như nào ạ còn với nhân sâm của chúng ta nhân sâm ginsenoside mà một viên của chúng ta một cái viên năng lượng đấy ạ, hoặc một cái viên vạn năng của chúng ta. Thì hàm lượng tiêu chuẩn của nó là 14mg. Có nghĩa là nó cao hơn gấp bao nhiêu lần ạ? Cao hơn gấp 7 lần. Và phương pháp sản xuất của chúng ta là phương pháp... Mọi người biết rằng là chúng ta không có sử dụng thủ công. Như hiện tại là cái sản phẩm hồng sâm trên thị trường ấy, là sử dụng phương pháp chế biến. Đó là hấp chín này. Rồi chín ngâm. Rồi xử lý lên men. Đó, đấy là những phương pháp bình thường. Nhưng với sản phẩm của chúng ta là nuôi cấy phân lập tế bào gốc nhân sâm hoang dã và công nghệ chúng ta là công nghệ định lượng và hòa tan tất cả thành phần của saponin nhân sâm quý hiếm trên quy mô rất là lớn đó vậy thì sâm vận năng của chúng ta là gì ạ sẽ được đề xuất cho những ai dùng thì ở đây nếu như ai mà đang là người cao tuổi thì muốn lấy lại cái sức sống của chúng ta thì vô cùng tuyệt vời cả nhà thấy có mình người muốn chăm sóc sức khỏe bản thân cho mình và gia đình mình thì lại vô cùng tuyệt vời đó còn người làm công việc nặng nhọc hoặc là cần tăng cường thể lực ấy thì đây là một cái không thể thiếu được đó chính là sâm mạng năng hay là những học sinh uh, học nhiều quá stress đúng mọi kiệt sức vì học tập thì chúng ta cũng nên dùng nhân sâm và những người cảm thấy là không khỏe sau khi uống rượu thì chúng ta cũng nên uống nhân sâm những người muốn tặng cái món quà ý nghĩa cho người khác thì nhân sâm rừng là một một cái rất là quý hiếm và nó rất là Uh, tuyệt vời để chúng ta thay một món quà tặng, được không ạ? Và đây là thông tin sản phẩm của nhân sâm vạn năng để mọi người thể nắm được này. ở trong uh, trong sản phẩm nhân sâm vạn năng này của chúng ta có rất nhiều dạng nhưng hiện tại chúng ta đang lựa chọn dạng viên nén. Mọi người có thể là cho vào nút luôn hoặc mọi người thể nhai ra sau đó mọi người uống với nước. Nếu mà tốt nhất mọi người nên uống nước, nước ấm. Một ngày chúng ta dùng 1 đến hai viên trong một ngày, được chưa ạ? thành phần của nó thì là ginsenoside quý hiếm. Một viên này tương đương với 10 củ nhân sâm. Thì mọi người biết một củ nhân sâm rừng hiện tại là 30 000 đô mà chúng ta là hiện tại là 10 củ nhân sâm thì nó tương đương ba 300 000 đô rồi. Mọi người uống một viên này một ngày thôi là tương đương với chúng ta đã hấp thụ uh, lượng ginsenoside tương đương với 7 tỷ đồng đấy cả nhà Đó. Một hộp thì có 10 viên cả nhà nhá. Thời gian sử dụng được 24 tháng cơ. Thì ngoài về nhân sâm rừng đúng không ạ? thì còn có nghệ bò cạp, đó là gì ạ? Uh, poly Polygatum nó là một cái thành phần ở trong nghệ bò cạp, nó có tác dụng bổ âm, dưỡng phổi và cải thiện chứng ho mãn tính, khô miệng, mệt mỏi, chán ăn. đó, nó bổ tỳ, bổ phí và cải thiện các vấn đề về nam giới hay là phụ nữ. nó thúc đẩy cái tiêu hóa và tăng trưởng cơ bắp của chúng ta. đối với những người phụ nữ bước vào cái thời kỳ mãn kinh ấy, thì đây là một sản phẩm nó có thể giúp cho chúng ta phục hồi rất là tốt, cải thiện cái tình trạng chóng mặt, đau thắt lưng và đầu gối, mất ngủ, lão hóa, hay quên, tóc bạc hay là tóc rụng sớm, đúng không ạ? Các vấn đề về người già của chúng ta đã đều điều chỉnh rất là tuyệt vời. Và ngoài ra nó còn thành phần của tiêu đen, thì ở đây nó đã chiết xuất ra, chúng ta không thể nào ăn được nhiều tiêu đen, nhưng với một viên này thôi, nó đã chứa đến vài cân tiêu đen rồi. Đó là những cái thành phần gì ạ? À, pepperin ở trong cái Uh, thành phần chống oxy hóa của trong tiêu đen này vô cùng lớn, mà hoàn toàn là tự nhiên và chống viêm, nó cải thiện cái viêm khớp và giảm đau của chúng ta rất tốt nó bảo vệ não, cải thiện cái bệnh Alzheimer và thoái hóa thần kinh cải thiện cái lượng đường trong máu điều hòa insulin để kiểm soát lượng đường trong máu của chúng ta tốt hơn giảm cholesterol xấu, giúp tiêu hóa và giải phóng các enzyme tuyến tụy để tiêu hóa carbon hirat, có nghĩa là những cái chất mà khi chúng ta ăn vào chúng ta không tiêu hóa được ấy và những chất béo. Và nó thúc đẩy cái sự hấp thu dinh dưỡng chẳng hạn như là uh, thành phần của nghệ đó thì hạt tiêu đen là một cái thành phần để giúp cho chúng ta dưỡng chất uh, thúc đẩy cho cái thành phần của curcuminoid đi vào trong cơ thể của mình cũng như là nghệ nghệ bổ cạp ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư đó là điều rất quan trọng. pepperin nó có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. nâng cao hiệu quả của thuốc chống khối u và giảm khả năng kháng hóa trị ngoài ra thì có thêm đông trùng hạ thảo nó có tác dụng là gì ạ bồi bổ cơ thể bảo vệ gan và chống virus chống phóng xạ dưỡng phổi âm dưỡng thận đông trùng hạ thảo ấy, nó có tác dụng tương tự như là gì ạ à, những cái loại mà à, thành phần dưỡng, dưỡng chất như là sinen, nó như là hạ đường huyết của chúng ta chống mệt mỏi chống oxy hóa bảo vệ tế bào não và ngăn ngừa ung thư nếu như chúng ta thời gian đầu tiên chúng ta uống cái sản phẩm này ấy, mọi người sẽ thấy rằng là à cơ thể của chúng ta chuyển hóa rất là tốt chúng ta nên uống vào lúc đói là tốt hơn cả nhà uống uống vào lúc đói và đang đang nếu như chúng ta đang dùng nhân sâm hoặc hồng sâm ấy và các sản phẩm có chứa ginsenoside ấy, thì uh, chúng ta hãy gì ạ bắt đầu uh, có thể là gì ạ cắt cắt nhỏ ra và chia nhỏ ra mình dùng lượng nhỏ trước và sau đó bắt đầu mới liều lượng tăng dần lên đó nếu như chúng ta thấy rằng là uh, không có dấu hiệu gì bất thường cả và trên đây mọi người thể nhìn thấy là gì ạ <laughs> sáu cái ưu thế cốt lõi bảo vệ sức khỏe từ tận sâu bên trong ấy thì đầu tiên mọi người sẽ thấy rằng là cái công nghệ cốt lõi, công nghệ được cấp bằng sáng chế ở trên toàn cầu, đó là gì ạ? CMC, đó là tế bào gốc nguyên thủy của nhân sâm và phá vỡ được cái nút thắt 160 năm qua, đó là ưu thế đầu tiên của sản phẩm chúng ta. Thứ hai, đó là nguyên liệu là yếu tố quyết định. Chúng ta chọn nhân sâm rừng tự nhiên là gì ạ? tuổi đời trên 50 năm để gì ạ? đưa vào nhân bản ấy, thì là gì ạ? nó tốt hơn nhân sâm của Hàn Quốc rất là nhiều, đúng không ạ? An toàn của chúng ta là gì ạ? Không có chất béo, không bổ sung cái chất cấm, không kim loại nặng, không có thuốc trừ sâu, không có hormone và không có chất bảo quản. Và ở đây chúng ta biết rằng là cái công nghệ để tăng cường cái khả năng hấp thụ ấy thì thông qua cái công nghệ hòa tan uh, ở trong glycoside hiếm của chúng ta ấy thì mọi người thấy rằng là dễ dàng hòa tan trong nước và từ đó cải thiện cái khả năng sử dụng của cơ thể con người của chúng ta hấp thu đến 90%. Và ginsenoside hiếm đó là RG3, RG5, RH2, PPD và những cái phân tử nhỏ để giúp cho gì ạ? Tối ưu sức khỏe của chúng ta. Cái công nghệ là then chốt. Cái quy trình của chúng ta là RGCE là độc đáo và nâng cao cải thiện chất lượng của ginsenoside. Mọi người thấy rằng là gì ạ? Cái quy trình của chúng ta là quy trình khép kín hoàn toàn, đúng ạ? Từ đầu vào đến đầu ra là vô trùng hoàn toàn. Đó. Và cái nhân sâm là một cái 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 cục năng lượng. Mọi người phải hiểu rằng là khi sai quý hiếm đi vào trong cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Thì mọi người thấy rằng là gì? Cơ thể của chúng ta nó sẽ chuyển hóa và ở đây chúng ta sẽ an toàn hơn cái việc chúng chúng ta sử dụng nhân sâm hiện tại là ở bên ngoài. Vì sao ạ? À, mọi người sẽ không bị ảnh hưởng bởi uh, những cái uh, kim loại nặng trong thời điểm này mọi người biết rằng là ô nhiễm môi trường này nguồn nước này rồi đất thổ nhưỡng hay là thuốc trừ sâu chúng ta không bị ảnh hưởng và không có hóc môn mà không thêm chất bảo quản thì vào đây cả đó và mọi người biết rằng cái tầm quan trọng của việc bổ sung hóc môn cho phụ nữ không ạ mọi người thấy rằng là ở trên này có một cái bài báo cáo là cái estrogen của phụ nữ cứ sau 10 năm là giảm mất 15% đó nên là 40 tuổi thì tương đương với chúng ta là gì ạ chức năng cơ thể chúng ta đã giảm mất 30% rồi và đến 60 tuổi thì 1 phần tư chức năng cơ thể còn lại thôi. Còn chúng ta bị mất hết rồi. Và các bài báo nghiên cứu tại Hoa Kỳ chỉ ra rằng là những người có nồng độ nội tiết tố cao trong máu sẽ trẻ hơn những người phụ nữ mà ít tuổi. Đúng không ạ? Ít hơn những người mà cùng tuổi, ít nhất là 8 tuổi trở lên. Đó. Nên vì sao mọi người sử dụng cái ginsenoside á, nó sẽ làm cho nội tiết của chúng ta tăng cường lên. Và vì sao chúng ta luôn luôn trẻ là vì như vậy đấy ạ. Và mọi người sẽ thấy rằng là cái việc đó là khi chúng ta nếu như không bổ sung những cái hormone của phụ nữ chẳng hạn đúng không ạ thì nó sẽ diễn đến cái việc đó là chúng ta nếp da của chúng ta bị nhăn như là một người phụ nữ bên phải này thế ạ nếp nhăn rất là nhiều nhưng nếu chúng ta không có bị lão hóa không bị thay đổi một cái thể một cái nước da như bên bên trái của chúng ta đúng không ạ rất là mịn màng rất là tự nhiên và căng bóng đó rồi cái tác hại của cái việc si giảm nội tiết thì nó vô cùng lớn nếu như mà mọi người thấy rằng là cơ thể của chúng ta đang bị dối loạn kinh nguyệt đúng không ạ thì chúng ta sẽ thấy được cái việc đó là uh, những cái biểu hiện ví như là kinh nguyệt ngắn này kinh nguyệt không đều này lượng máu thấp này cục máu đông lớn đó chính là dối loạn đầu tiên hay là lão hóa nhanh chóng ví mọi người thấy là bằng tuổi mình mà mình lại nhìn ra những người khác mà mình đang già đi đó là một cái biểu hiện đó là do suy si giảm nội tiết tố mọi người cần phải bổ sung nhanh và luôn cả nhà có thể comment cái điều đó và dối loạn cơ thể có nhiều người mọi người thấy rằng là gì ạ? À? Không cần ăn uống gì cả, à? người không khí tôi vẫn béo, đó chính là do là rối loạn cái nội tiết của chúng ta và dẫn đến cái việc đó là mất cân bằng của cơ thể của chúng ta. Rồi vấn đề về tim mạch, những người phụ nữ thì mọi người sẽ thấy được rằng là họ sẽ vất vả hơn thì tim họ sẽ yếu hơn này rồi là rồi những cái hệ hệ thần kinh ấy, họ bị giảm đi rất nhiều. Nhất là cái việc đó là mọi người sẽ thấy rằng là sau mãn kinh ấy thì người phụ nữ là tỷ lệ cao gấp 5 lần so với như là trước tiền mãn kinh. Đó nên chúng ta phải bổ sung thật gấp nội tiết tố vào chứng loãng xương ở đây mọi người sẽ thấy rằng là khi uh, nội tiết tố giảm thì đương nhiên loãng xương của chúng ta càng ngày càng cao lên và ở phụ nữ thì 70% bị cả nhà nhá thì giải pháp của uh, của, của 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 tập đoàn PIP đó chính là nhân sâm vạn năng tố nữ để giúp cho những phụ nữ luôn luôn trẻ khỏe và diện đẹp dùng là sẽ mọi người sẽ thấy rằng là rất là tuyệt vời vì sao vì trong đó có nhân sâm rừng Hàn Quốc 50 năm tuổi và thêm một thành phần nữa rất là tuyệt vời đó là lô ba ta thái đó thì cái lô ba ta này sẽ giúp cho uh, người phụ nữ luôn luôn khỏe đẹp và dạ căng ở đây có trên đây là mọi người sẽ thấy là, là cái độ tuổi ấy, đây là một số ví dụ uh, thì uh, cũng có số test ví dụ như từ, từ 20 đến 29 tuổi này 30 đến 39 tuổi này 40 đến 49 tuổi thì mọi người sẽ thấy rằng cái kích thước vòng 1 của chúng ta Khi càng tuổi càng lớn thì gì ạ, nó là cái tỷ lệ của chúng ta lại càng giảm đi. Đó, kích thước chúng ta giảm đi và xệ hơn. Đó. Nhưng với cái sản phẩm của chúng ta khi mà uống vào thì gì ạ, cái độ độ tuổi trẻ ấy, thì cái khả năng cải thiện của của người thì ạ, người phụ nữ ấy, thì là gì ạ, rất là cao và 30 39 thì giảm đi một tí, rồi 40 49 thì giảm đi một tí. Nhưng là gì ạ, dù gì tổng kết lại thì mọi người thấy rằng là uh, trong đây có những cái kết quả thì mọi người thấy là 72% đối tượng thực hiện trải nghiệm này thì thấy rằng là đều là tăng kích cỡ rất là tuyệt vời rồi nó có những cái dấu hiệu mọi người sẽ thấy những cái dấu hiệu ví như mọi người mà thấy rằng là cơ thể của chúng ta đang bị nóng trong này hay là đau đầu nhẹ này rồi là gì ạ cáu gắt này cảm xúc không ổn này rồi cảm giác phớt lờ này cảm giác lo lắng này mất ngủ này mệt mỏi bất thường này đau lưng dưới này đau khớp đau cơ đi tiểu nhiều, da khô bất thường, giảm ham muốn tình dục, giảm sự thân mật, khô âm đạo. Sau khi giao hợp thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy là gì ạ? Cái điểm này của chúng ta chỉ sử dụng sau một tháng thôi. Nó đã gì ạ? Nó đã cải thiện trên một nửa rồi. Đúng không ạ? Tiếp theo dùng hai tháng là gì ạ? Chúng ta chuẩn bị là đưa về cái trạng thái bình thường rồi. Nhưng bởi 6 tháng khi chúng ta dùng ấy. Cả nhà thấy không ạ? Là nó đưa về một trạng thái là toàn số không thôi nó nó cải nó cải thiện dần dần bắt đầu nó thay đổi thay đổi thay đổi dần. Đấy. Và cách dùng nhân sâm này như sau. Mọi người khuyến cáo nên dùng khi tuổi chúng ta trên 25. Đấy. Sau khi uống liên tục trong vòng 15 ngày thì mọi mọi người sẽ thấy là cơ thể của chúng ta nó sẽ thay đổi rất là nhanh. Đó. Và chúng ta một ngày chúng ta dùng 1 đến 2 viên. Đó. Còn nếu như phụ nữ mà đang chuẩn bị mang thai thì nên ngừng sử dụng thuốc này trong vòng 3 tháng cả nhà nhá. Đó để Uh, tiếp theo là phụ nữ mang thai thì không nên dùng cả nhà nhé phụ nữ có cho con bú thì không nên dùng đấy nếu mà đang đang cho con bú và mọi người nên nhớ rằng là tất cả sản phẩm chúng ta nên uống nhiều nước cả nhà nhé đó thì ngày hôm nay em thằng đã giới thiệu chia sẻ cho mọi người rất là chi tiết về uh, sản phẩm của ạ VIP để mọi người nắm được rồi mọi người thấy tuyệt vời rất là tuyệt vời ạ cái này có có thể cùng comment nhé Ngày hôm nay là chuyên sâu về sản phẩm để cho mọi người mọi người có thể nắm được. Rất tuyệt vời, cảm ơn. Cảm ơn chị Nguyễn Huệ. Ai trong này mà gì ạ, à? chưa dùng sản phẩm thì comment cho em số 1 nào. Ai đã dùng rồi comment cho em số 2. Rất tuyệt vời, ngày hôm nay phân tích rất kỹ cho mọi người sai rồi. Nên là nếu như ai có hỏi mình về sản phẩm của mình ấy thì đây là một sản phẩm khác biệt tạo ra cái giá trị đó chính là Ginsenoside quý hiếm. À số 2, chị Trịnh Long chưa dùng à? À, chị Khánh Lung, chị Khánh Linh đã dùng rồi, ờ, Huỳnh Hưng chưa dùng, Hậu Dũng chưa dùng. Nếu như ai chưa dùng thì nên nhanh chóng dùng ngay sản phẩm Nhân Sâm Vạn Năng hoặc là Nhân Sâm Vạn Năng Tố Nữ cả nhà nhá OK. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần tiếp theo để cho mọi người có thể là nắm được những cái thông tin tốt nhất. Khi chúng ta có một sản phẩm tốt rồi, đúng không ạ? thì làm nào để chúng ta lan tỏa được? thì chúng ta bên cạnh đó có được một cái chính sách thì ngày hôm nay thì em thắng cũng sẽ mời một người chị à, chị sẽ lên đây chia sẻ cho mọi người về một cái chính sách cũng như là gì ạ những cái cập nhật mới nhất để cho mọi người nắm được đây là một cái cơ hội uh, giúp cho chúng ta uh, nó không phải là một cái cơ hội kinh doanh nữa mà nó là một cái sự nghiệp của mọi người đúng không ạ cả nhà có thể comment đây là sự nghiệp và bây giờ em sẽ nhường mic lại cho Miss Loan để chúng ta tiếp tục chương trình cảm ơn cả nhà Cảm ơn lãnh đạo Richard rất là nhiều về buổi chia sẻ hôm nay cực kỳ là năng lượng và hôm nay lãnh đạo Richard đã chia sẻ đến các anh chị em trong cộng đồng của BIP những cái thông tin vô cùng là kỹ về các sản phẩm của tập đoàn đúng không ạ? Các anh chị thấy phần chia sẻ của lãnh đạo Richard vừa rồi như thế nào ạ? Các anh chị có thể giúp em loan tặng những cái trái tim yêu thương dành cho lãnh đạo Richard được không ạ? phần chia sẻ quá tuyệt vời với cái những những cái phần quá chi tiết về các thông tin cũng như là những cái công dụng của sản phẩm. À, em loan ngồi nghe lãnh đạo Richard chia sẻ em đang cảm giác như là uh, em Richard Thắng đang là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là những cái thông tin em Thắng đưa đến cho cộng đồng là những cái thông tin vô cùng ý nghĩa để các anh chị có cái những cái kiến thức đúng những cái kiến thức chuẩn về những cái công dụng vô cùng tuyệt vời từ tế bào gốc nhân sâm các anh chị và như em thắng vừa mới chia sẻ rồi nếu như một sản phẩm tốt thì chắc chắn là chúng ta sẽ dùng để chăm sóc sức khỏe đúng không ạ và chúng ta dùng rồi thì không hà cớ gì một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời như thế này mà chúng ta lại không lan tỏa cho bạn bè cho người thân và cho những khách hàng thân yêu của mình đúng không các anh chị Các anh chị có mong muốn chúng ta vừa khỏe bên trong vừa đẹp bên ngoài mà lại à, có một cái nguồn tài chính À, để uh, hướng đến một cuộc sống mà uh, vui khỏe và thịnh vượng không ạ? À, ai trong số anh chị mong muốn anh chị có thể comment số sáu tám sáu tám giúp em được không? Bao nhiêu số anh chị mong muốn chúng ta vừa khỏe vừa đẹp và thịnh vượng ạ? À, chị Phạm Phương đến từ Thanh Hóa đúng không ạ? Chị Khánh Linh, cảm ơn các chị. Chị Huỳnh Nhung, chị Trịnh Long. <laughs> chúc mừng tất cả các anh chị khi tâm chúng ta khởi thì chắc chắn chúng ta sẽ có rất nhiều xuyên khởi đúng không anh chị và em lan xin được chúc mừng tất cả các anh chị đang có mặt trong phòng zoom là những người uh, gần như là những người biết sớm nhất đến cái dòng sản phẩm độc quyền của tập đoàn và ở tại thị trường việt nam thì uh, hiện tại bây giờ tập đoàn cũng chưa hề có một cái buổi ra mắt nào chính thức cho sản phẩm uh, vì là cũng còn uh, đang một số đang hoàn thiện một số nữa, một số cái cái công việc uh, cho cái chiến lược, cái chiến lược cực kỳ khủng. Uh, trong các buổi zoom trước thì các anh chị cũng đã được nghe các anh đại, các anh, uh, các anh chị trong ban lãnh đạo của PIP Việt Nam có chia sẻ về uh, về tập đoàn, về công nghệ rồi và các anh chị cũng biết rằng là uh, bao nhiêu năm qua uh, với cái nền tảng hơn 20 năm hình thành và phát triển thì tập đoàn chỉ có tập trung vào cái việc là nghiên cứu ở hai viện nghiên cứu và sản xuất cho nên là cái việc thương mại thì là tập đoàn chưa làm bao giờ cả và cái công ty pip thành lập mong muốn của tập đoàn là không tập trung quá nhiều vào cái vấn đề thương mại các anh chị và tập đoàn mong muốn rằng cái công ty này sẽ thực hiện cái sứ mệnh uh, đó là lan tỏa cái giá trị vô cùng tuyệt vời của công nghệ sản phẩm ra toàn thế giới để cho công dân toàn thế giới biết đến những cái dòng sản phẩm vô cùng uh, vi diệu của tập đoàn để chăm sóc sức khỏe cho uh, bản thân mình, cho gia đình và cho những người thân yêu khác. Um, và PIP thì có cái sứ mệnh đó là mong cho cuộc sống không còn bệnh tật và cuộc đời không còn đói nghèo nữa. Uh, trong số các anh chị có trong phòng zoom hôm nay thì uh, cho em Loan được uh, hỏi là có anh chị nào? chưa được đến văn phòng PIP Hà Nội không ạ, các anh chị có thể comment số 1 được không ạ? Ừ, trong phòng dung này rất là đông, à, chị Thoa gia lai, à, chị Thoa ở gia lai khá xa, vâng ạ. À, em Loan rất là mong một ngày gần nhất, à, chị Thịnh Vượng nữa, chị Tú Anh, à, các chị ở chị Tú Anh ở thị trường Bình Dương, rất là biết ơn các chị ở thị trường tỉnh rất là xa xôi nhưng mà các chị rất là tâm huyết và rất là yêu mến sản phẩm của tập đoàn thì em Loan cũng rất mong một ngày gần nhất được chào đón các chị đến thăm văn phòng PIB Hà Nội và ở đây thì các lãnh đạo thường xuyên là hỗ trợ uh, tất cả những khách hàng những anh chị đã quan tâm đến sản phẩm đã dùng sản phẩm và có mong muốn là cùng uh, nối những cánh tay nối dài để lan tỏa cái sản phẩm này đến những uh, người khác cho cộng đồng để họ cùng biết đến những cái giá trị vô cùng tuyệt vời của sản phẩm thế thì uh, về chính sách thì uh, em Loan uh, Xin phát là không chia sẻ kỹ ở trên buổi Zoom này. Thế nhưng mà em Loan muốn được bật mí với các anh chị những cái chiến lược vô cùng tuyệt vời và những chiến lược gọi là có một không hai của tập đoàn khi mà phát triển cái sản phẩm này về Việt Nam cũng như là sắp tới sẽ là phát triển ra toàn cầu ạ. Và một cái vô cùng vinh dự cho các anh chị em ở thị trường Việt Nam là những người đang được dẫn đầu toàn cầu trong cái uh, uh, công việc là um, kinh doanh, đồng hành cùng tập đoàn cũng như là đưa sản phẩm này ra toàn cầu à, từ trước đến giờ thì em Loan thấy rằng là rất nhiều những cái sản phẩm ở ngoài thị trường rất là tốt thế nhưng họ đã phát triển rất là lâu ở các quốc gia khác sau đó thì họ mới về Việt Nam đúng không ạ và uh, đây là một sản phẩm có thể là sản phẩm đầu tiên mà em Loan thấy rằng là Chúng ta là những người Việt Nam đầu tiên lại có cơ hội phát triển cái sản phẩm này. Chúng ta là những người đi đầu, đón đầu xu thế và đón đầu với cơ hội. Và chúng ta lại là những người, uh, hơn nữa là chúng ta đứng trước một cơ hội cực kỳ lớn khi mà chúng ta được uh, là những người dẫn đầu trong thị trường toàn cầu để đưa cái sản phẩm này ra toàn thế giới các anh chị ạ. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Các anh chị thấy cơ hội của mình có đáng để chúng ta quan tâm không các anh chị? một sản phẩm vô cùng tuyệt vời như này với những cái chính sách hiện có của tập đoàn thì em Loan thực sự là thấy rằng nó rất là xứng đáng để em coi đó là một sự nghiệp à, chia sẻ với các anh chị là trước khi đến với PIP á, thì em Loan là giáo viên ạ à. à, công việc của em là